Chào cả nhà nhé. Cả nhà có nhận ra cây gì đây không? Đây chính là cây chè vàng. Chè vàng thì có hai loại, đó là chè vàng xẻ và vàng trâu. Thì đây chính là cây vàng xẻ. Vàng trâu thì lá rất là to. Đây, vàng xẻ thì thân nhỏ, lá nhỏ. Cây thì bên mình đã gieo được khoảng 2 tháng rồi. Bây giờ mình bắt đầu trồng vào bầu. Trước khi cho vào bầu thì mình sẽ phải cắt tỉa những cái rễ lá ra đi này. Cái rễ nó dài quá. Bầu đất thì mình phải đóng trước rồi. Đấy, khi xuất hàng đi thì sẽ là những bầu cây giống như này nhá. Và cây được trồng trong bầu này. Và mình sẽ nuôi dưỡng vào tầm độ khoảng tháng nữa. Và khi rễ bắt đầu ổn định thì bắt đầu mới xuất vườn.